Hơn cả những drama tranh đấu giành gia tài, chuyện tình đồng tính của mợ cả Seo Hyun do Kim Seo Hyun đóng và Su Ji Choi do Kim Trung Hoa đóng được rất nhiều khán giả của Mai quan tâm. Và chuyện tình ấy càng được chú ý hơn bao giờ hết với màn tự hủy của Yoo Eun Sung, chồng của Kim Trung Hoa. Cụ thể, khi một khán giả có thái độ kỳ thị người LGBT, hỏi Yoo Eun Sung về cảm giác khi thấy vợ mình đóng vai đồng tính nữ, nam ca sĩ đã khẳng định câu chuyện trong phim không phải đồng tính, rằng ekip chỉ coi mối quan hệ này như một chiến thuật tiếp thị, và đặc biệt anh còn nhấn mạnh mình và vợ phản đối đồng tính luyến ái. Nội dung đoạn hội thoại: Fan, xin chào, tôi đã rất hâm mộ những bài hát của bạn và đã nhận được nhiều phúc lành từ âm nhạc của bạn. Cách đây vài ngày, tôi có xem Mai thì thấy vợ của bạn thể hiện một vai đồng tính nữ. Tôi khá thất vọng, tôi có quá bảo thủ không? Phải chăng cô ấy đã nhận vai để hiểu hơn về đồng tính luyến ái? Tôi muốn biết Yoo Eun Sung cảm thấy thế nào về điều đó. Yoo Eun Sung, chồng Kim Trung Hoa, trả lời rằng: Các bạn xem đến cuối phim sẽ hiểu, tôi không muốn spoil phim nên không thể nói thêm, nhưng có một người phải chịu đựng đau đớn trước khi trở lại bình thường. Câu chuyện là như vậy đó, không phải đồng tính. Hẳn đã nhận được rất nhiều phúc lành nhờ bạn. Tôi đã cầu nguyện trong vài ngày qua vì lo lắng của tôi. Cảm ơn vì đã dành thời gian để giải thích cho tôi. Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt trong công việc của bạn. Xin hãy hiểu những đánh giá vội vàng và ngu dốt của tôi. Yoo Eun Sung cho biết, vợ tôi đã phải lo lắng rất nhiều trước khi nhận vai diễn này. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cô ấy. Tôi nghĩ ekip sản xuất phim đã sử dụng đồng tính luyến ái như một chiến thuật tiếp thị. Chúng tôi là một cặp vợ chồng phản đối đồng tính luyến ái. Phát ngôn này của Yoo Eun Sung lập tức khiến anh và vợ nhận về vô số chỉ trích. Chưa kể ekip Mine cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ về nghi vấn mượn truyền tình yêu đồng tính để câu kéo khán giả. Thực chất, tại Hàn Quốc, chuyện yêu đương đồng giới vẫn phải chịu không ít sự kỳ thị và Mine là bộ phim đầu tiên về giới nhà giàu có nhân vật chính là người đồng tính. Vốn tạo được thiện cảm vì bước đầu mang đến cái nhìn tích cực về cộng đồng LGBT, Mine hiện lại đang đứng trước bê bối chỉ vì phát ngôn của một người ngoài cuộc. Phản ứng của khán giả: Chưa thấy ai tự hủy như vợ chồng nhà này, mong Kim Trung Hoa sớm lên tiếng, nếu không thích thì làm ơn đừng đóng nữa. Con sâu này không liên quan tự dưng to mồm làm phim liên lụy. Thôi xin phép bỏ phim, ship mợ cả mợ út. Nếu là thật thì chị Trung Hoa ơi, chị không thích thì chị cần gì phải như thế ạ? Tụi em không muốn xem một mối quan hệ giả tạo mà chị tạo ra. Mợ cả trong phim đã khổ lắm rồi, còn thêm bạn diễn thế này. Cũng chưa xác nhận được chị này có kỳ thị không, chỉ có ông chồng tự mở mồm ra nói luôn phần chị là cả hai chống lại đồng tính. Gặp chồng tôi vậy tôi ly dị liền, phát ngôn ngu xuẩn, thiển cận. Phim đang hay thì phá game, dân Hàn đã kỳ thị LGBT sẵn, quả này lại kêu gọi tẩy chay cho mà xem. Quan trọng là ekip hãy lên tiếng đi, đừng lấy đồng tính ra làm chiêu trò câu khách, làm ơn. Lấy trọng tâm là gia đình tài phiệt, Chaebol họ Han, Mine nêu lên thực trạng từng được Penthouse miêu tả và cũng khá quen thuộc trong dòng phim truyền hình Hàn về giới thượng lưu nói chung như ngoại tình, đồng sang dị mộng, tranh giành tài sản, thương trừ mưu mô, hoàng tử và lọ lem, phân biệt giai cấp. Tuy nhiên, Mine làm mới câu chuyện bằng cách phát triển tình tiết theo hướng nhìn của một nhân vật không xuất thân từ giới Chaebol là Seo Hee Soo do Lee Bu Young đóng. Một diễn viên quyết định bỏ nghề sau khi bước chân vào gia đình hào môn và làm mẹ kế. So với Penthouse, Mine mang đến cảm giác nhẹ nhàng hơn, không gắn mắc 19+, hạn chế người xem dưới 19 tuổi. Dù vậy, nhịp phim Mine đôi khi bất ngờ bùng nổ bằng những phân đoạn bất ngờ. Điển hình như cảnh ông chồng hoàn hảo của Seo Hee Soo, Han Ji Young, Lee Hyun Guk hôn đám đuối nữ gia si Kang Cha Kyung, Ok Cha Yeon, hoặc chuyện Chung Seo Hyun do Kim Seo Hyun có tình cảm đặc biệt với cô gái bí ẩn Su Ji Choi, Kim Trung Hoa.